Nghệ sĩ Bạch Mai có tên thật là Nguyễn Ngọc Mai, bà sinh ngày 27 tháng 11 năm 1948 tại Sài Gòn. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ bà đã được cha mẹ nuôi dạy, động viên nói nghiệp gia đình. Mùa hè năm 1963, lần đầu tiên bà đóng đầu chánh với vai Mạnh Lệ Quân thay cho nghệ sĩ Năm Thài. Cũng từ vai diễn này, bà chính thức bước chân vào nghề ca diễn sau những vai tỳ nữ Đào ba. Năm 20 tuổi, để đáp ứng nhu cầu kịch bản thời ấy, bà chánh thức trở thành soạn giả. Vở đầu tiên bà viết và sau này là vai diễn để đời là Lưu Kim Đính, Giải giá Thọ Châu. Có lợi thế là con của bầu gánh hát, nên bà như cá gặp nước, liên tục sáng tác, đạo diễn và hình thành phong cách diễn xuất đa dạng. Và hàng trăm kịch bản cá lương tuần cổ, trong đó có nhiều vở tuồng nổi tiếng như Sử án Phi Giao, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lăng, Thập Tứ Nữ Anh Hào, Ngũ Biến Báo Phu Cụ. Nhắc tới bà là nhắc tới hình ảnh của một nữ sói của cải lương Tùng cổ với những công hiến khó đồng điếm được trên giá trị nghệ thuật. Vị nữ sói ấy đã ngã xuống sau cơn đột quỵ vào ngày 25 tháng 8 năm 2021, hưởng thọ 74 tuổi. Cải lương Tùng cổ mất đi một soạn giả giỏi Đoàn Quỳnh Long, mất đi một trưởng đoàn tâm quyết và khán giả mất đi một nghệ sĩ tài danh